Rồi, xin chào các bạn, thì hiện tại mình đang ở cửa hàng Asset Audio. Thì trong video này mình sẽ trên tay cho bạn xem một cái vô lăng chơi game của Logitech chiếc G29. Thì hiện tại chiếc vô lăng này, một trọn bộ của nó bao gồm vô lăng cũng như là cái bộ ba cái cần điều khiển chân đạp sẽ có giá là 8.990.000. Còn như bạn nào mà thích sử dụng những cái cần gạt số như là thực tế ở ngoài thì các bạn có thể bỏ thêm ra 1.500.000 thì các bạn mua thêm để mà cho trọn bộ luôn. Thì ngày hôm nay mình sẽ cho bạn trải nghiệm xem coi là cái chiếc vô lăng G29 này nó sẽ có những cái tính năng nào. Thì đầu tiên thì các bạn thấy thì thiết kế của chiếc vô lăng G29 này nó được làm gia công cũng như là hoàn thiện rất là chắc chắn và rất là tốt. Thì cái cụm vô lăng nó được bọc da và nó là rất là đẹp ha. Cái da này rất là cho các bạn cảm giác bám tay rất là tốt, không khác gì so với những cái vô lăng thật xe hơi thật ở ngoài. Đó. Giờ ra chúng ta thấy là có những cái gờ như thế này đó giúp cho các bạn có thể cầm nó bám tay. Thì các bạn muốn là cái này hướng 10 giờ 15 hay là đó 9 giờ 15 như thế này. Đó, rất là tuyệt vời. Rồi. Chính giữa chúng ta sẽ có một cái vòng màu xanh dương ở đây để cho bạn làm trọng tâm khi mà các bạn đánh vô lăng sang trái hoặc là đánh vô lăng sang phải thì các bạn sẽ nhận biết được cái vô lăng mình đang nằm ở vị trí nào, hoặc là các bạn có thể sang một vòng như thế này, sau đó vô lăng sẽ tự động trả về. Đó, một tính năng rất là hấp dẫn rồi bạn ha. Trong đó thì cái phần chính giữa trung tâm sẽ là rất là nhiều những cái phím điều hướng cũng như là những phím chức năng. Chúng ta thấy thì có 4 phím trên dòng máy Lyson và phím điều hướng ở đây ha. Chúng ta có phím những phím phụ khác và phím Enter và một cái nút xoay như thế này để mà các bạn chỉnh. Tùy theo cái môi trường game mà các bạn chơi thì nó sẽ có dùng những cái tính năng khác nhau. Chúng ta có những cái phím Share Option và phím Play như thế này. Đó, thì theo các bạn gắn thì những phím tính năng này các bạn có thể sử dụng trung gian qua một cái phần mềm của Logitech làm ra tên là Logitech Gaming Software. Thì với cái phần mềm đó, ngoài cái việc mà các bạn có thể tinh chỉnh những cái gắn phím những cái nút này thì các bạn còn có thể tinh chỉnh cái vô lăng, xác nhận như là các bạn muốn cho vô lăng nó quay được bao nhiêu độ hoặc các bạn muốn cho cái vô lăng này nó có độ cứng hay là như thế nào đó thì các bạn muốn. Rồi, chúng ta có một cái cụm bằng nhựa phía trước như này ha, rất là lớn. Cùng với đó là chúng ta có hai cái phần chấu bằng nhựa. Khi mà các bạn xoay thì các bạn xoay lên thì bên dưới cái ngàm nó sẽ nẹp vào cái mặt bàn giúp cho cái vô lăng này nó luôn cố định chắc chắn trên cái bề mặt của cái mặt bàn giữa cái vô lăng này, rất là chắc chắn ha bạn ha. Đó. Rồi, trong khi đó thì phía bên dưới các bạn sẽ nhìn thấy là ba cái chân như thế này. Đây là bằng kim loại luôn, đó rất là chắc chắn ha các bạn ha. Ở dưới là bằng nhựa, mặt dưới thì có những cái chân đá cao su giúp cho các bạn có thể cố định trên cái bề mặt phẳng. Chúng ta có chân côn, chân thắng và chân ga như thế này, và cả ba cái chân này cho cái cảm giác đạp rất là tốt đó, và cũng nhờ cái độ phản hồi rất là cao. Bây giờ mình sẽ demo cho bạn xem coi là cái tính năng của vô lăng G29 nó như thế nào. Hiện giờ mình đã có cài thẳng một cái tựa game đây tên là Nisovic Hot Pursuit. Bây giờ mình thử cho bạn xem ha. Đó, thì ngoài việc cái vô lăng này thiết kế rất là giống cũng như là nó mô phỏng cái cảm giác trải nghiệm, nó không có gì so với những cái vô lăng thật ở ngoài, thì nó còn mang đến những cái trang bị khác. Bây giờ mình hỏi cho bạn xem ha, chẳng hạn bây giờ mình sẽ mình chạy thì mình xin cũng giới thiệu một chút luôn. Thì hiện tại mình đang chơi trên một cái màn hình là kích thước là 32 inch, độ phân giải là Full HD. Đặc biệt hơn đây là cái màn hình nó có cái độ tốc độ tần số quét là lên tới 144 Hz. Thì các bạn không biết là với cái tần số 144 Hz đó thì giúp cho các bạn có thể chơi game, ngoài cái việc mà nó được phân giải nó sẽ tuyệt vời hơn, hiển thị màu sắc nó tốt hơn thì cái tốc độ nó sẽ mượt mà hơn rất nhiều, chơi rất là sướng. Đó, thì các bạn có thấy thì cái việc mà mình đánh vô lăng trên cái chiếc G29 này nó cái gọi là cái tốc độ phản hồi của nó rất là tốt khi mà chơi game, cũng như là khi mình chạy xe trên những cái con đường gồ ghề hoặc là mình va chạm những cái chiếc xe khác thì cái vô lăng này sẽ rung lên, nó cho cảm giác có thể chân thật hơn rất là nhiều. Đó, rồi thì mình đang tăng tốc hả các bạn ha. Đó, mình sẽ học vui thế này. Đó, thì cái việc như các bạn mà muốn cái việc mà đẩy vô lăng sang trái sang phải nó sẽ nhạy hơn thì các bạn có thể truy cập vào cái ứng dụng mà Logitech Gaming Software để mà các bạn có thể chỉnh chỉnh. Thì đó, các bạn có thấy thì cái vô lăng nó rung lên, cảm giác nó rất thực ha, nó thú vị hơn rất nhiều so với việc các bạn ngồi ở nhà các bạn mở game và các bạn sử dụng cái bàn phím thông thường các bạn chơi. Đó, thì nếu như bạn nào mà chán với cái tệ game của Mungo thì các bạn có thể mua cái vô lăng này trị giá 8.990.000, các bạn có thể trải nghiệm một cách tốt nhất. Các bạn chơi đây, mình sẽ đi thế này ha. Đó, đi thế này để trả về. Rồi, thì quán đấy thì do cái phần hai nẹp này nó được nẹp chắc với mặt bàn cho nên là nó rất chắc chắn ha, không hề có bị lung lay, rất là tốt. Rồi, thì đó là về phần vô lăng. Bên dưới thì bạn sẽ thấy là hai cái phím kim loại như thế này thì giúp cho các bạn nào nếu như các bạn không muốn xài số tay thì sử dụng mà số tự động thì các bạn sẽ gạt lên xuống như thế này đó, do mình không chỉnh cho đó nên mình chỉ nói sơ cho bạn xem thôi. Rồi, thì đó là về cái bàn phím. Thì bây giờ mình sẽ thoát ra để mình cho bạn xem cái giao diện của các phần mềm như thế nào.
Thì đây là cái giao diện Logitech Gaming Software. Thì đây là cái giao diện chung áp dụng cho tất cả các sản phẩm của Logitech, không riêng gì cái vô lăng gã chính này. Thì đây là cái giao diện thiết lập, thì các bạn có thấy thì cái ứng dụng đó nó cho phép các bạn thiết lập rất là nhiều những cái tính năng từ cái vô lăng, gắn phím và phím điều hướng ở đây ha. Rất nhiều, 23, 2 tổng cộng là cho các bạn gắn được 24 phím. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho bạn xem coi là cái vô lăng này nó sẽ áp dụng được những tính năng gì. Chúng ta có Assist Property ở đây. Khi bạn nhấn vào thì nó sẽ áp dụng được cái chiều. Đây mình thấy thì cái phần mục ở đây là cho các bạn có thể xoay được cái vô lăng như là quay được 360 độ, là 720 độ thì các bạn muốn. Đó. Còn Enable Center tức là các bạn sẽ khi mà các bạn quay vô lăng thì khi bạn buông tay ra thì nó sẽ trả về ngay cái vị trí trung tâm. Đó, rất là hay và hấp dẫn ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ nói về cái bảo hành. Thì khi mà các bạn mua cái chiếc vô lăng Logitech gã chính này tại Asset Audio thì các bạn sẽ được bảo hành 2 năm. Đó. Thì đó là những cái gì mình muốn chia sẻ cũng như là giá bán. Hiện tại giá bán là 8.990.000. Rồi trong bộ gồm vô lăng cũng như là ba cái chân đế cho các bạn điều khiển ra. Còn nếu như bạn nào muốn trải nghiệm một cách tốt nhất luôn thì các bạn sẽ sắm thêm cho mình một cái cần gạt số, thì nó sẽ cũng được một da luôn và được làm bằng những rất là tốt, thì giá của nó sẽ là 1.500.000. Đó. Rồi, thì đó là màn trên tay nhanh. Thì hiện tại cái chiếc gã chính này đang được trưng bày ở Asset, thì nếu bạn nào mà muốn trải nghiệm rõ nhất thì các bạn thể đến chi nhánh của Asset Minh Khai thì để mà trải nghiệm một cách tốt nhất nha. Rồi xin cảm ơn các bạn.